bữa giờ thì cái sản phẩm này hiện tại là các bạn cũng mua rất là nhiều. Dạ, em xin phép được lên một cái sản phẩm đó là kem dưỡng hoa hồng, kem Face Rose của thương hiệu DXDY. Dạ, thưa đây ạ, đây là kem hoa hồng. Dạ, cái kem dưỡng hoa hồng này thì nó có rất là nhiều dưỡng chất trong này. Thứ nhất là hoa hồng. Dạ, chắc chắn phải có hoa hồng rồi. Và đây cũng là một cái sản phẩm mà nó cũng trên cái tiêu chí là an toàn cho da, không có những chất gây phụ thuộc, gây hại, độc tố cho da. Cho nên các anh chị cũng hoàn toàn yên tâm. Dạ, không có cọ, không có chì, không có huỳnh quang, cũng như không có những mineral oil là dầu khoáng, không có silicon làm bít tắc lỗ chân lông. Dạ, cho nên cứ yên tâm mà sử dụng. Trong này chiết xuất hoa hồng, nó hỗ trợ mờ thâm sạm nám, cũng như bên cạnh đó nó làm dịu da, cấp ẩm cho da. Kế đến nó cũng có alpha arbutin, là một cái chất làm trắng sáng da được Viện Công nghệ Hoa Kỳ FDI công nhận là một cái chất mà an toàn, lành tính, làm trắng sáng da cho người châu Á. Kế đến nó có một cái chất đặc biệt làm trắng sáng da của Hàn Quốc, đó là cái chất có tên là Cosidibametic. Đây là một cái chất mà giống như là được phát minh bởi Hàn Quốc và có chỉ trong những cái sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, điều chế để cho ra đời một cái sản phẩm làm trắng sáng, bảo vệ da, mờ thâm sạm nám dành riêng cho làn da Việt Nam. Dạ, trong này nó cũng có thêm titanium dioxide. Dạ, là một cái chất mà mới nãy em vừa nói bên lọ kem chống nắng bên kia đó mấy anh chị, là titanium dioxide nó cũng hỗ trợ là chống lại tia nắng mặt trời, và bên cạnh đó nó cũng chống lại ánh sáng xanh của những cái màn hình điện thoại mình sử dụng nè, rồi máy tính. Cho nên là sản phẩm này được nhiều những anh chị cô chú đã sử dụng. Các bạn có thể nhìn vào trong sản phẩm và các bạn sẽ thấy rằng cái lượng mua sản phẩm này rất là nhiều. Dạ, nó rất an toàn và lành tính, và cái mức giá hiện tại rất là bình dân luôn mấy anh chị. Chỉ có 264.000, bên công ty người ta đã cố gắng down cái giá sản phẩm thấp nhất có thể để cho các anh chị có thể biết thêm nhiều đến sản phẩm, cũng như có cơ hội để chọn lựa sản phẩm. Dạ, giữa một rừng những cái sản phẩm bây giờ thì chúng ta, Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đã có những công ty, những bạn trẻ, những giám đốc trẻ, họ đã cố gắng bay nước ngoài để mà học hỏi thêm những cái công nghệ, cũng như không ngại bỏ rất là nhiều công sức, tiền bạc, nhập về những cái dây chuyền công nghệ hiện đại để cho ra đời những cái bộ skincare made in Vietnam. Thì mình nên ủng hộ nha mấy anh chị, để làm cho nền kinh tế nước nhà mình đi lên ha. Thì vừa rồi em vừa chia sẻ với mấy anh chị là cái lọ kem dưỡng hoa hồng của thương hiệu DXDY của chàng ca sĩ trẻ Lê Khắc Minh. Dạ, thì đây là một cái sản phẩm em nhắc lại, hoàn toàn không có những chất gây phụ thuộc, không có những chất gây teo da, không có corticoid, không có chì, không có huỳnh quang. Cho nên các anh chị cứ xài bình thường cho em. Dạ, mình ví dụ mình có bận, mình có ngưng một vài ngày, thậm chí một tuần của hỏng sao. Có điều ví dụ như là nó khác với những sản phẩm mà có chất phụ thuộc, là khi anh chị ngưng là da anh chị lập tức là giống như là khó chịu, ngứa ngáy. Thì đó là những cái sản phẩm mà mấy anh chị sử dụng là nó đã có chất phụ thuộc ở trong đó. Còn riêng những sản phẩm cao cấp mình xài mình ngưng thì có điều da mình nó sẽ không có được mịn như lúc mình xài thôi, nhưng hoàn toàn nó không có gây mụn hay là nó không gây dị ứng gì cả. Cho nên là rất an toàn cho da nha mấy anh chị. Dạ, và sản phẩm này cũng được Bộ Y tế cấp phép. Và các anh chị, những sản phẩm hiện đại bây giờ mình được bán ở trên này đều trải qua quá trình kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Các anh chị có thể click vào trong thuộc tính của sản phẩm. Hiện tại là cái giá sản phẩm này đang là 264.000 cho lọ kem dưỡng hoa hồng, kem face hoa hồng của nhà DXDY. Dạ, đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, mà cái này nam xài được nha mấy anh chị. Dạ, nam xài được nha, nữ xài được nha. Đó, cho nên là các anh chị có thể yên tâm mà sử dụng. Dạ rồi, em xuống cái mã này nha. Anh chị có thể vào trong gian hàng của em. Tiếp tục em lên cho cả nhà một cái sản phẩm nữa, đó là sữa rửa mặt của DXDY. Dạ, nữ như em được không? Được em, trời ơi, nam nữ BD bóng gió Omo gì xài cũng được hết trơn á nha. Kính lộ gì xài cũng được hết trơn, yên tâm nha. Hai bộ sản phẩm này thì nói chung là không có phân biệt giới tính, không có phân biệt làn da. Ví dụ da dầu, da nhờn, da hỗn hợp, người giàu, người nghèo, người bình dân, người cao cấp, ai cũng xài được hết trơn á. Rất là yên tâm nha cả nhà. Đó, rồi em lên tiếp cho cả nhà. Hiện tại là có một cái combo hai món, đó là sữa rửa mặt và kem face hoa hồng. Thì nếu như anh chị mua chung hai món này, giá nó sẽ là 430 cạnh, tiết kiệm được một ít tiền ha. Còn anh chị mua riêng vẫn được, nếu trường hợp là anh chị ở nhà đã có nhiều sữa rửa mặt rồi, bây giờ mình muốn mua kem thôi cũng vẫn được, hoặc anh chị muốn trải nghiệm sữa rửa mặt cũng được luôn ha. Nhưng mà riêng em bật mấy cái kem này xài rất là ok là nha. Rồi, quay trở lại với DXDY sữa rửa mặt, trong này có tinh chất gạo. Dạ, tinh chất gạo tác dụng của nó là làm cái gì ạ? Làm mịn da nè, cân bằng pH nè, xe khít lỗ chân lông nè. Bên cạnh đó nó cũng hỗ trợ dưỡng ẩm, cấp ẩm cho da, rất là tuyệt vời. Và bên trong cái kem này còn rất nhiều những cái chất khác, chiết xuất từ dầu cọ. Dạ,
nó cũng hỗ trợ là làm sạch sâu lỗ chân lông, cũng như là nó cân bằng pH, nó hỗ trợ cho da mình được xe kích lỗ chân lông, nó lấy sạch những cái bã nhờn bên sâu ở trong da. Kế đến nó có những cái chất mà đặc biệt, nó có một cái chất hỗ trợ để mà hút những cái kim loại nặng do chúng ta sử dụng mỹ phẩm. Dạ, ví dụ như mấy anh chị, nhất là mấy chị nữ, hoặc cấp ơ đồ ngày nào đi chơi cũng make up một lớp nhẹ đó, thì nói chung là dù trong mỹ phẩm cao cấp hay không cao cấp, nó sẽ đều chứa ít nhiều gì đó, một số ít những cái kim loại trong đó, để mà nó giữ được cái lớp nền nó hoàn hảo, nó mịn màng. Thì với cái sữa rửa mặt này thì mấy anh chị có thể tẩy đi, không chỉ là tẩy đi được cái những cái bụi bẩm sâu ở trong da, mà nó còn có thể hút những cái độc tố, ví dụ như chì có trong một số những cái sản phẩm make up nha. Đó, cho nên là cái kem sữa rửa mặt này được xem như là một cái sữa rửa mặt mà phù hợp với nhiều loại da, và trong đó da mẫn cảm xài cũng được, da thường xài cũng được, da nhờn xài cũng được, da hỗn hợp xài cũng được luôn mấy anh chị. Cho nên là rất là tiện lợi cho mình xài ha. Đặc biệt là mấy bạn tuổi teen và đang bị giống như là cái mặt mình nó đang bị nhờn nhiều quá, hoặc là ví dụ như vì mình đang tuổi dậy thì thì một số bạn tuổi nhỏ, tuổi teen á cũng hay dễ nổi mụn, thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì nó cũng hỗ trợ cân bằng điều tiết cái tuyến bã nhờn, ngừa mụn, kháng viêm, giảm sưng tấy, mình sử dụng hàng ngày được. Dạ, cho nên đây cũng là một cái sản phẩm em thấy rất là tuyệt vời ha. Giá lẻ của sản phẩm này là 189 cành nha, 189.000, dưới 200.000 thôi mấy anh chị, rất là xứng đáng để chúng ta sử dụng, ủng hộ cho những thương hiệu Việt Nam chất lượng rất là cao nha mấy anh chị. Dạ rồi,